Hơn 13 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2022, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý, khắc phục sự cố cây xanh tét nhánh rơi trúng người trên đường Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, hai người phụ nữ cùng bé gái chở nhau trên một xe máy chạy trên đường Phan Đăng Lưu hướng về quận Tân Bình. Khi đến trước nhà số 34 Phan Đăng Lưu, bé gái bị rớt nón. Người phụ nữ dừng xe lại nhặt thì bất ngờ cây xanh bên đường bị tét nhánh có đường kính khoảng 40cm, dài hơn 5m, rơi xuống từ độ cao hơn 10m xuống đất. Nhánh cây đè lên ba người đi trên xe máy. Nhánh cây rơi xuống đè lên xe và một người phụ nữ, khiến người phụ nữ lớn tuổi té xuống đường. Chiếc xe máy bị đè bóp méo phần vỏ xe phía trước. Nhánh cây rơi xuống chiếm hết một chiều đường hướng đi về quận Tân Bình. Lực lượng chức năng đã cho phong tỏa một chiều đường qua hiện trường vụ việc để xử lý, khắc phục sự cố.